Video hôm nay sẽ khác một chút là hôm nay mình sẽ không phải là review sản phẩm, cũng không phải là để quảng cáo bán hàng, mà mình sẽ chia sẻ một cái kiến thức rất là cơ bản trong cái lĩnh vực đèn năng lượng mặt trời. Đó chính là nguyên lý hoạt động của đèn năng lượng mặt trời như thế nào. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và như thường lệ, hôm nay mình sẽ lại chia sẻ một kiến thức liên quan đến đèn năng lượng mặt trời. Nhưng mà video hôm nay sẽ khác một chút là hôm nay mình sẽ không phải là review sản phẩm, cũng không phải là để quảng cáo bán hàng, mà mình sẽ chia sẻ một cái kiến thức rất là cơ bản trong cái lĩnh vực đèn năng lượng mặt trời. Đó chính là nguyên lý hoạt động của đèn năng lượng mặt trời như thế nào. Thế thì như các bạn có thể thấy trước mặt mình đây nhá, là có hai cái bộ phận chính trong cái đèn năng lượng mặt trời, đó là chính là tấm pin và đèn. Đấy. Tuy nhiên có hai cái này là các bạn nhìn thấy, nhưng mà có một bộ phận nữa cực kỳ quan trọng, đó chính là cái bộ phận lưu trữ, nó nằm ở đằng sau cái đèn này. Đấy. Thì bộ phận này cũng cực kỳ là quan trọng, nhưng mà mình bình thường mình không nhìn thấy. Vậy thì cái nguyên lý hoạt động của cái đèn năng lượng mặt trời là như thế nào? Thì đầu tiên là cái tấm pin này sẽ có cái nhiệm vụ là chuyển hóa ánh sáng thành điện năng. Sau khi chuyển hóa được thành điện năng thì nó sẽ chuyển qua dây dẫn và nó sẽ lưu trữ ở trong bộ phận pin này. Và đến buổi tối thì cái bộ phận pin này nó sẽ phát ra điện và nó sẽ truyền một cái bóng này để nó phát sáng. Về nguyên lý cơ bản là như vậy. Thế thì để hiểu rõ hơn thì mình sẽ phân tích từng bộ phận để cho các bạn hiểu nhé. Cái tấm pin năng lượng mặt trời ấy, như các bạn có thể nhìn thấy thì nó cấu tạo sẽ gồm có một số cái bộ phận, ví dụ như là dây dẫn này, khung bao này, giá đỡ này, và cái xanh xanh tím tím này, cái này người ta gọi là tế bào quang điện. Đấy. Thế thì cái kiến thức mà liên quan đến cái tế bào quang điện này thì ngay từ hồi chúng ta học cấp 2 ấy, nếu mà bạn nào còn nhớ thì cũng đã được nhắc đến cái việc mà cái cấu tạo và cái nguyên lý hoạt động của cái tế bào quang điện này như thế nào. Thì mình sẽ lại nói qua một chút để cho các bạn hiểu rõ hơn. Thì cái tế bào quang điện này là một cái loại vật liệu đặc biệt. Khi mà nó tiếp nhận được ánh sáng chiếu vào đây thì nó sẽ tạo ra các dòng điện. Thì mỗi một cái tế bào quang điện thì nó sẽ tạo ra một cái dòng điện rất là nhỏ thôi. Tuy nhiên khi mà người ta kết hợp rất nhiều cái tế bào quang điện vào với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái dòng điện đủ lớn để mình sử dụng vào các mục đích, ví dụ như là chiếu sáng hoặc là mình nạp vào các bình ắc quy. Đấy. Thế thì để mà một cái tấm pin có tốt hay không thì nó sẽ quyết định ở cái tế bào quang điện này. Như trên thị trường hiện nay ấy, thì nó sẽ gồm có hai loại, chủ yếu là sẽ có hai loại tấm pin chính các bạn nhé. Tấm pin thứ nhất là tấm pin poly, thứ hai là tấm pin mono. Bằng mắt thường và bằng cái cảm quan mà dễ phân biệt nhất thì là cái tấm pin poly nó sẽ thường có màu xanh và cái ô của nó sẽ là vuông như thế này. Thế còn một cái tấm pin nữa là cái tấm pin mono thì nó sẽ thường có màu đen. Theo mà lý thuyết thì cái tấm pin màu đen ấy thì nó sẽ có hiệu suất cao hơn cái tấm pin này. Tuy nhiên các dòng đèn năng lượng mặt trời hiện nay thì người ta thường sử dụng cái tấm pin màu xanh này, tức là tấm pin poly. Bởi vì sao? Bởi vì cái giá thành của nó sẽ hợp lý và sẽ rẻ hơn, mà nó vẫn đáp ứng đủ cái công suất để sử dụng cho cái đèn năng lượng mặt trời này. Thì đây là cái phần tấm pin. Thì cái phần thứ hai trong cái bộ trong cái ba cái bộ phận quan trọng của đèn năng lượng mặt trời mình muốn giới thiệu với các bạn, đó chính là cái phần pin lưu trữ. Cái bộ phận pin lưu trữ này nó sẽ nằm ở cái phần đằng sau này và nó sẽ được che kín, mình không thể nhìn thấy được trừ khi mình tháo ra. Cái phần pin này nó có tác dụng là gì? Thứ nhất là nó sẽ tích trữ cái điện năng mà từ cái tấm pin lúc mà ban ngày ấy, nó chuyển hóa để nó sạc vào đây, nó tích trữ ở đây. Và công dụng thứ hai là khi mà tích trữ xong thì buổi tối nó sẽ truyền cái năng lượng đó ra cái bóng đèn này để nó phát sáng trong cả một đêm. Thế thì lại nói về pin ấy, thì trên thị trường hôm nay nó cũng rất nhiều loại pin. Tuy nhiên cái công nghệ pin cho đèn năng lượng mặt trời phổ biến hiện nay chính là công nghệ pin lithium. Bởi vì sao người ta lại dùng pin lithium mà người ta lại không dùng cái bình ắc quy hoặc là cái bình khô để nó để vào đây? Bởi vì là cái pin lithium ấy thì nó kích thước nó rất là nhỏ, nhưng mà cái hiệu suất để mà tích trữ năng lượng của nó sẽ rất là cao, đồng thời là nó có thể sử dụng lại rất là nhiều lần mà mới bị hỏng. Đấy. Thế nên người ta sẽ thường sử dụng công nghệ pin lithium. Và cái bộ phận thứ ba thì quan trọng đó chính là cái bộ phận bóng led. Đấy, thì bóng led trên thị trường hiện nay cũng rất nhiều cái loại, ví dụ như là led tròn, led vuông hoặc led bi, hoặc là các led của các hãng khác nhau thì nó cũng sẽ có những chất lượng, cái giá thành khác nhau. Vậy thì để đánh giá một cái đèn năng lượng mặt trời có tốt hay không ấy,
thì là nó sẽ phải gồm ba bộ phận tốt. Thứ nhất là phần tâm pin cũng phải tốt, phần thứ hai là phần pin lưu trữ ở đằng sau này là cũng phải là loại pin tốt, và phần thứ ba là phần pha led phải tốt. Thì vừa rồi là một cái đoạn mình chia sẻ rất là nhanh và rất là ngắn gọn về cái kiến thức liên quan đến nguyên lý hoạt động cũng như cái cấu tạo cơ bản của cái đèn năng lượng mặt trời. Thì rất hy vọng giúp ích cho các bạn trong việc nghiên cứu và lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý đối với mình để phục vụ cho gia đình của mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.